Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 12 bị cáo, Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp ông Đỗ Hữu Ca, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ số 24 trên 18D Lê Hồng Phong, Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đàng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn Trại Trên, đồng phản xã Canh Giang, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền mặt ngoại tệ, các trang sức kim loại màu vàng, ngoài ra lực lượng chức năng phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên Đỗ Hữu Ca cùng vợ là Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Ca và bà Lộc Khai, số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại, quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà Lộc. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà Lộc kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế kết quả điều tra xác minh xác định mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án tuy nhiên việc ông đỗ hữu ca và bà vũ thị lộc không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ Ngày 24 tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau. Đúng 8 giờ sáng, ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được dẫn đến tòa. Cựu giám đốc công an Hải Phòng mặc bộ quần áo màu xanh, mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy và gầy hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt. Trong phần kiểm tra căn cước, ông cà cho biết mình bị bệnh đau chân, sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo, chủ tọa thông báo khi viện kiểm sát công bố cáo trạng, nếu nội dung nào dài sẽ cho phép ông Đỗ Hữu Cà được ngồi nghe. Sau khi thẩm tra lý lịch, khoảng 9 giờ 30 phút, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài gần 40 trang. Trong khi các bị cáo đứng nghe viện kiểm sát đọc cáo trạng thì ông ca được tòa bố trí ghế để ngồi nghe vì chân bị đau. Cạnh đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. 8 người còn lại trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phía bên ngoài khu vực xét xử, nhiều người dân cũng đã chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa qua loa phát thanh. Phía bên ngoài tòa an ninh được thắt chặt, cơ quan chức năng đã dựng hàng rào an ninh quanh khu vực cổng ra vào và kiểm tra rất kỹ chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào tòa. Vợ chồng ông Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Tám người còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12 tháng 4. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, ông Đức và vợ đã lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, ông Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ tháo gỡ. Vợ của ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng, dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông Ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền tiêu cực phí khác để lo việc trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng ông Đức đã có 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc chạy án. Cụ thể, lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ngọc Anh mang 10 tỷ đồng đến nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được đồng ý. Khoảng một tuần sau chưa thấy thông tin tích cực nào, Đức mang tiếp 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca nhờ chạy án lần thứ ba vào ngày 11 tháng 11 khi thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục việc thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình nên vợ chồng Đức quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông ca để lo chạy tội và được ông ca dặn cứ đi về để ông lầy no. Lần thứ tư, nhận thấy việc chạy án vẫn chưa có kết quả nên Đức giao vợ tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông ca vào ngày mùng 1 tháng 12. Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai vợ chồng Đức từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đức từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đức, mà số tiền này do Đức cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà ông Ca. Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức. Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ nhận từ vợ chồng ông Trương Xuân Đức. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan nơi ông Ca từng công tác và địa phương nơi cựu tướng công an sinh sống có đơn gửi đến tòa án tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ cho ông, trong đó có hội luật gia thành phố Hải Phòng, công an thành phố Hải Phòng, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thủy Nguyên. Trong đơn gửi đến tòa, công an thành phố Hải Phòng cho biết Ông Đỗ Hữu Ca khi còn công tác đã đạt nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Trong đơn, công an Hải Phòng cũng liệt kê ông Đỗ Hữu Ca đã được tặng hưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen của thủ tướng, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Từ đó công an Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Đình Cự, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Hà Hoàng Việt Phương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Nguyễn Thế Bình, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang. Nguyễn Tư Sơn, Nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chấm dứt hoạt động kể từ ngày 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định số 261-263 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang. Mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022, và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo dỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022. Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản Bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai, siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi, sản phụ nước ối cạn, cận ngày sinh, gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đề nghị bệnh viện mổ lấy thai. Bệnh viện khẳng định không vấn đề gì, có thể đẻ thường, thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong. Sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận. Còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4. Bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Liên quan đến vụ giải cứu thành công hai cháu bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ như đã thông tin, ngày 10 tháng 4, Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đấu tranh lấy lời khai Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang, chú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ động cơ gây án. Theo công an, vì không có công việc ổn định và được bạn trai tru cấp tiền bạc về căn hộ cao cấp ở trung cư Sài Gòn Pier, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi giam giữ hai cháu bị mất tích được xác định là do Vi thuê. Theo đó, Vi thuê căn hộ trên từ ngày 3 tháng 4 với giá 18 triệu đồng một tháng. Mục đích Vi thuê được xác định là sau khi bắt cóc hai cháu, sẽ đưa về đây giam giữ chăm sóc tận tình. Quá trình điều tra vì cũng khai chọn căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pier vì đây là nơi an toàn an sinh và cũng tránh cơ quan chức năng phát hiện. Riêng về động cơ bắt giữ hai cháu, công an vẫn đang điều tra làm rõ. Trước đó chiều ngày mùng 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi sinh năm 1997, ngụ quận 7 về việc bị thất lạc hai con ruột là cháu NKTM 7 tuổi và cháu LHTL 3 tuổi tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối ngày mùng 3 tháng 4. Qua điều tra, công an xác định, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, một đối tượng nữ lợi dụng lúc hai cháu không có người trông coi đã tiếp cận. Sau đó, người này dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Tiếp đó, đối tượng đặt xe công nghệ đưa hai cháu về trung cư Sài Gòn Pia. Ngày 8 tháng 4, công an ập vào căn hộ 10.05 trung cư này khống chế vi và giải cứu hai cháu an toàn. Liên quan đến vụ việc hai cháu bị bắt cóc vừa xảy ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, hai cháu vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Chị Nguyễn Thị Chi ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về hạnh phúc khi hai con gái là Mi, 7 tuổi và Linh, 3 tuổi được trở về với vòng tay của mẹ, của bà ngoại sau khi bị bắt cóc. Chị Chi kể, buổi tối hai con gái bị kẻ lạ đưa đi, chị Chi thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Suốt quãng thời gian sống trong sợ hãi ấy, chị phát điên lao ra đường, lục tìm mọi ngả, rừng rừng nước mắt do tìm hình bóng hai cô con gái thơ ngây. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ. Tìm con suốt từ sáng đến đêm, lúc không còn đủ sức để đi nữa, chị chỉ biết ngồi xuống đường, khóc trong vô vọng. Chiều ngày 8 tháng 4, khi cơ quan chức năng báo tìm thấy con và trao trả cho gia đình, chị Chi như được sống thêm một cuộc đời nữa. Chị cứ ôm mãi mi và Linh vào lòng, vuốt ve, an ủi, âu yếm và dốc hết những lời yêu thương cho hai thiên thần nhỏ chị cho biết, cháu Linh 3 tuổi dù đã được ở bên mẹ nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình khóc thét, miệng liên tục gọi tên chị, "Mi ơi, chạy đi, Mi ơi, chạy đi." Còn em Mi 7 tuổi cả tối cứ ôm lấy mẹ, nói con nhớ mẹ lắm. Mi kể, lúc bị người lạ nhốt trong phòng và luôn miệng dụ dỗ, hứa sẽ mua đồ quần áo mới cho hai đứa, sợ lắm nhưng cố không khóc vì còn lo cho em. Thấy con như vậy, chị Chi quặn đau từng khúc ruột. Vừa khóc vừa dỗ con, có lẽ chưa khi nào chị mong thời gian trôi đi thật mau để chữa lành những vết thương tinh thần khủng khiếp mà hai cô con gái đã phải trải qua. Càng nghĩ, người mẹ 27 tuổi của bốn đứa con lại càng quay quát buồn vì gánh nặng mưu sinh. Hôn nhân tan vỡ, chị phải mang theo các con khắp đường phố ở trung tâm Sài Gòn. Lúc bán vài cái kẹo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi vài món đồ chơi trước cổng trường học. Biết là khổ cực, biết là nguy hiểm, nhưng cuộc sống khó khăn cho gia đình chị ít lựa chọn quá. Con gái lớn của chị Chi năm nay 10 tuổi, có biểu hiện của tăng động nên khi đi buôn bán không dám để ở nhà một mình. Cháu My Mì mới học hết lớp 2, đã phải nghỉ học rồi. Linh mới 3 tuổi, đã là chị của một đứa em 9 tháng tuổi. Nhìn bốn đứa con thơ ngây chơi cùng nhau trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20 mét vuông, chị Chi khao khát được thấy chúng đến trường, có cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Sắp tới, chị sẽ tính đường cho các con về quê sống cùng bà ngoại còn mình vẫn sẽ tiếp tục bám trụ lấy thành phố, kiếm tìm công việc để nuôi giấc mơ ăn học cho các con. Thấy con gái chăn trở, người mẹ già đau yếu cũng chẳng muốn nghĩ chuyện gì xa xôi, chỉ thầm cảm ơn cơ quan chức năng đưa My và Linh về kịp thời. Bởi muộn hơn chút, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa. Công an Lạng Sơn tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1992, thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để điều tra xử lý về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, trước đó khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6 tháng 4 năm 2024, trong khi dự đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Tự ở thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, Nguyễn Văn Thuyết, cháu trai ông Tự xảy ra mâu thuẫn, xích mích với La Văn Hùng, sinh năm 1992, có họ hàng với Thuyết, chú thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh. Tại đây, Thuyết đã có hành vi dùng hung khí tác động khoảng 3 nhát vào người Hùng. Trong đó, một nhát trúng vào vùng bụng, khiến Hùng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau sự việc người dân đã khống chế đưa thuyết đến trụ sở công an huyện lộc bình ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện lộc bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi lời khai những người có liên quan hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật Liên quan đến án mạng do mâu thuẫn va chạm khi đi ăn nhậu trong đám cưới, trước đó khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại trước cửa nhà ông Đinh Văn Sáng, sinh năm 1976, thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, xảy ra vụ việc Hà Văn Phi qua lại to tiếng với ông Sáng. Ngày sau đó, đối tượng Phi đã dùng hung khí tác động nhiều nhát vào người ông Sáng, khiến ông này gục ngã xuống đất. Gây án xong, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an huyện Lộc Bình đầu thú còn ông đinh văn sáng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong được biết trước đó hai ông sáng và phi gặp nhau trong một đám cưới ở làng trong lúc uống rượu đã xảy ra lời qua tiếng lại mâu thuẫn cá nhân sau đó đối tượng phi đã tìm hung khí ngồi sẵn trước cửa gia đình ông sáng để giải quyết mâu thuẫn Ông Nông Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Khánh xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trị an trên địa bàn, đồng thời tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện Công an huyện Lộc Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Phi để tiến hành điều tra về hành vi giết người. Thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác. Thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương, thuộc diện cán bộ do thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật, sau đó nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Trung Ngọc, sinh năm 2000, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm 2024, Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát, trú tại quận Bắc Từ Liêm về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo của chị Hát vào tối cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy Honda Vision có mời chào một nam thanh niên đi vui vẻ. Hai người thỏa thuận đồng ý và cùng nhau đi vào bãi đất trống trên đường Phạm Hùng, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1 để hành sự. Trong lúc chị Hát không để ý, nam thanh niên đã dùng gạch đập vào đầu chị Hát, khiến chị bị ngã xuống đất. Chị Hát chi hô cướp cướp, liền bị đối tượng dùng tay đấm vào mặt và bụng của chị. Khi thấy chị Hát không chống cự được nữa, nam thanh niên đã lục túi sách của người phụ nữ, lấy đi một điện thoại di động Nokia 105 và chìa khóa xe máy. Khi chị Hát chạy ra ngoài đường phát hiện chiếc xe máy đã biến mất cùng với chiếc điện thoại iPhone 12 trong cốp xe, trong sự hốt hoảng chị tìm đến cơ quan công an để trình báo. Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, công an phường Mỹ Đình 1, đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm và phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức lực lượng cùng phối hợp điều tra làm rõ. Sau 3 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của chị Hát là Vũ Trung Ngọc. Tổ chức bắt giữ khi Ngọc đang lẩn trốn trong một ngôi nhà nghỉ trên địa bàn quận Đồng Đa tại cơ quan công an ngọc khai nhận thấy người phụ nữ vừa có tài sản mà lại dẫn mình vào bãi đất trống nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản do không có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy chị hát đi vào khu này ngọc đã cầm theo nửa viên gạch lợi dụng lúc chị hát không để ý đã đập gạch vào đầu chị biết người phụ nữ đã bị khống chế Vũ Trung Ngọc lục lọi lấy tài sản, lấy được chiếc chìa khóa xe máy, Ngọc nổ máy bỏ chạy đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình thì dừng xe mở cốp, bên trong cốp xe Ngọc thấy có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max. Ngọc liền tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực phường La Khê, quận Hà Đông. Sáng ngày 23 tháng 2, Ngọc đã lên mạng xã hội Facebook đăng bài bán chiếc xe máy Honda Vision với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Ngọc đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa để tiếp tục lẩn trốn. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 2, Ngọc đã mang chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max đi cầm cố với giá 9 triệu đồng, dùng số tiền đó vào việc ăn tiêu và chơi game. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, chú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang trong ca trực. Nhận được tin báo tại khu vực tổ 5 thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp. Đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công đồng chí Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do có vết thương quá nặng, trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng sau nhiều giờ, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương. Sau đó, Trung úy Tú đã được thăng cấp hàm lên Thượng úy và truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Liên quan đến vụ việc anh T V Q, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc. Điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, Long và Quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn uống, Long và Quy xảy ra mâu thuẫn, hai bên cãi nhau, xô xát. Long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của Quy. Cú đâm khiến Quy mất nhiều máu, gục tại chỗ và tử vong. Công an quận Hải Châu cho biết Long chưa có tiền án tiền sự. Long và Quy là bạn học. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái liên quan đến vụ việc công an tỉnh đồng nai đình chỉ công tác đối với đại úy thái thanh thương cán bộ điều tra phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên lưu quang trung cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long thành đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh vũ minh đức